Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 14 tháng 3 của Đài truyền hình số VTC. Thưa quý vị và bà con, trong những năm qua, cây mì mà miền Bắc gọi là cây sắn được xem là một trong ba loại cây thế mạnh trên địa bàn huyện Tân Châu của tỉnh Tây Ninh. Hiện nay thì trên địa bàn huyện có khoảng 150 hecta mì bị nhiễm bệnh trổi rồng với tỷ lệ là trên 40%. Trong đó nhiều nhất là tại xã Thạnh Đông có 90 hecta và các xã Tân Hiệp, Tân Hội, Tân Đông và Tân Hà đều có từ 10 đến 20 hecta mì bị nhiễm bệnh đối với diện tích mì bị nhiễm bệnh trổi rồng thì bà con nên thu hoạch sớm để giảm bớt thiệt hại và tuyệt đối không lấy cây mì này làm giống cho vụ sau riêng dẹp sáp bột hồng với tỷ lệ nhiễm không đáng kể và đã có ong ký sinh trên diện tích mì bị nhiễm thì bà con không nên phun thuốc hóa học nên tưới nước thường xuyên để hạn chế nhịn đỏ phát sinh Bên cạnh đó, để hạn chế diện tích nhiễm bệnh trổi rồng thì bà con cần lưu ý là do hiện nay chưa có thuốc trị bệnh trổi rồng cây mì, cho nên bà con cần thực hiện phòng bệnh là chính. Bà con nên lựa chọn hom giống có năng suất chất lượng cao, có khả năng kháng hoặc chống chịu bệnh cao để thay thế giống đã bị nhiễm bệnh nặng. Trên các diện tích trồng khoai mì đã bị nhiễm bệnh nặng thì cần tiêu hủy triệt để các thân cây, tàn dư cây bị bệnh và thực hiện trồng luân canh với các cây trồng khác không cùng ký chủ từ 1 đến 2 năm sau đó mới trồng lại tuyệt đối không sử dụng các hom giống ở khu vực đã bị bệnh không vận chuyển hom giống từ khu vực đã bị bệnh sang khu vực chưa có bệnh trong thời gian từ khi cây khoai mì mọc mầm cho đến khi thu hoạch thì bà con cần tăng cường điều tra phát hiện tiêu hủy sớm các cây bị bệnh nếu phát hiện thấy dày môi giới xuất hiện thì cần tiến hành phun trừ Quay trở lại với những thông tin thời tiết. Tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, do đang là thời điểm mùa khô nên thời tiết chủ đạo tại đây là ít mưa và nắng nhiều vào thời điểm ban ngày. Trời oi nóng với nhiệt độ cao nhất ngày mai, giao động từ 31 cho đến 34 độ. Trong khi đó, tại Bắc Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và lệch đông, nên những cơn mưa nhỏ vẫn xuất hiện rải rác tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một vài nơi ở phía Tây Bắc Bộ như là Sơn La và Hòa Bình. Khu vực còn lại thì trời nhiều mây. Đến trưa chiều mai, mưa có khả năng giảm nhưng trời vẫn nhiều mây âm u cả ngày. Nhiệt độ cao nhất giảm xuống mức từ 20 cho đến 23 độ ở phía Đông Bắc Bộ và có thể lên đến 28 độ ở khu vực phía Tây. Còn tại khu vực Trung Bộ, do cũng chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh nên mưa vẫn xuất hiện ở khu vực Bắc Trung Bộ, kèm theo đó là sương mù giải rác gây cản trở tầm nhìn khi tham gia giao thông. Do vậy bà con cần lưu ý khi di chuyển vào thời điểm này đến trưa chiều, chiều thì mưa giảm, cùng với nền nhiệt độ giao động trong khoảng từ 23 cho đến 26 độ, trời chuyển lạnh. Còn các tỉnh còn lại từ Quảng Bình trở vào cho đến Bình Thuận, do ít chịu tác động của không khí lạnh nên trời phổ biến ít mưa và có nắng ở phía nam của khu vực. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 27 cho đến 29 độ tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế và từ 28 đến 31 độ ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Vừa rồi là xu thế chung của các vùng miền và tiếp theo mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, gió nhẹ, phía Đông Nam khu vực trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất là từ 18 cho đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 21 cho đến 24 độ và độ ẩm trung bình từ 72 đến 77%. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam đến đông mạnh cấp 2 cấp 3, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 15 cho đến 18 độ, còn nhiệt độ cao nhất dao động từ 20 cho đến 23 độ. Độ ẩm trung bình từ 77 đến 82%. Khu vực các tỉnh từ Nghệ An cho đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây và có mưa rải rác. Gió tây bắc mạnh cấp 2 cấp 3 trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, còn nhiệt độ cao nhất dao động từ 23 cho đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Xuôi xuống khu vực ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, trưa chiều thì trời nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Trở lên với vùng cao Tây Nguyên, tại đây có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 34 độ và độ ẩm trung bình từ 68 đến 73% ở Tây Nguyên. Tại khu vực Nam Bộ, sẽ có mưa rào và rông vài nơi vào ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ. Độ ẩm từ 70 đến 75%. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.